Chào bạn thân mến, chào mừng bạn đến với bài tập yoga dưỡng sinh dẻo cơ. Với bài tập này thì Nguyễn Hiếu sẽ hướng dẫn bạn những cái động tác để giúp kéo giãn và làm mềm tất cả các khối cơ, các hệ cơ bên trong cơ thể của bạn để giúp cơ thể của bạn có được cái sự dẻo dai, mềm mại và tránh bị tắc nghẽn mạch máu và giúp cho cái mạch máu của bạn lưu thông và các cái hệ thần kinh của chúng ta cũng được ổn định và cung cấp được đầy đủ dưỡng chất nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể và các hệ thần kinh bạn nhé. Xin mời bạn bắt đầu cùng Nguyễn Hiếu. Tư thế đầu tiên đó là tư thế vươn người. Mời bạn đứng mở rộng hai chân bằng vai. Hai chân bạn mở rộng bằng vai, hai tay bạn đặt trên cái phần đùi của mình, lưng đầu cổ hướng thẳng lên. Hít vào, bạn vươn hai tay lên, đẩy căng lồng ngực, thở ra, hóp chặt bụng. Bạn gập người xuống, chống tay trên bàn chân và cố gắng chân duỗi thẳng nha bạn. Hít vào, bạn vươn hai tay lên thật chậm rãi, thở ra, cúi gập mình xuống. 3, hít vào, bạn vươn tay lên, thở ra, gập cơ thể xuống. 4, hít vào, thở ra. Nhịp cuối 5, hít, bạn vươn tay lên và thở ra, gập mình xuống, tay chống trước các ngón chân, cách ngón chân của bạn khoảng chừng 10 cm. Từ từ bạn di chuyển hai chân, mở gót chân rộng sang hai bên mép thảm của bạn, khép sát hai cánh tay lại, khép sát hai bàn tay lại. Sau đó hít vào, bạn mở lồng ngực, vươn tay phải lên, thở ra, hạ xuống. Hít, tay trái vươn lên, thở ra, hạ xuống. Hít vào, thở ra, từ từ hít, vươn tay lên, thở ra, hạ xuống. Nhịp cuối cùng, hít vào, bạn vươn tay lên, giữ hít thở đều, hít vào thật sâu, thở ra thật chậm, nhẹ nhàng hạ tay xuống. Nhịp cuối, hít vào, vươn tay lên, hít vào, bụng phình lên, và thở ra, xẹp bụng xuống. Từ từ bạn hạ tay xuống. Sau đó mở rộng hai tay bằng vai, hít vào, bạn võng lưng xuống, ngẩng mặt lên, thở ra, trùng khuỷu tay xuống, kéo đỉnh đầu thẳng xuống dưới sàn, hai chân duỗi thẳng. Hít vào, bạn vươn ngực, đẩy cằm, nâng mặt lên, thở ra, trùng khuỷu tay hạ xuống. Nhịp cuối, hít vào, bạn vươn thẳng người về phía trước, thở ra, hóp chặt bụng, cúi đầu xuống, thở hết, thở hết. Sau đó từ từ hít, đưa cơ thể về giữa. Bạn nhẹ nhàng di chuyển hai chân trở về vị trí ban đầu, trùng gối lại. Hít vào thật sâu, nhẹ nhàng bạn nâng cơ thể, kiễng gót chân, nâng tay lên, thở ra, trùng gối. Từ từ bạn nằm xuống, bạn nằm xuống, duỗi thẳng hai chân, hai tay chúng ta xuôi thẳng theo thân, nhẹ nhàng chúng ta nằm xuống, hai tay duỗi mở sang hai bên, úp lòng bàn tay xuống, khép hai chân sát lại. Từ từ hít vào, bạn nâng chân trái lên, co gối song song với mặt sàn, thở ra, lấy bàn tay phải đặt lên đầu gối của bên trái và kéo vặn người sang bên phải, vặn người sang phải, mặt nhìn qua trái. Hít vào, bạn đưa chân về vị trí ban đầu, thở ra, bạn hạ xuống. Sau đó hít, bạn co chân phải lên, thở ra, lấy tay trái kéo chân phải sang trái, mắt nhìn qua bên phải. Hít vào, nâng chân lên, thở ra, hạ xuống. Từ từ hít, chân trái lên, thở ra, bạn vặn mình qua bên phải. Hít vào, nâng chân lên, thở ra, hạ xuống. Tiếp tục hít, chân trái, bạn chân phải bạn nâng lên, thở ra,
Bạn vặn qua bên trái, quay mặt nhìn sang phải và từ từ hít. Bạn nâng chân lên, thở ra, hạ xuống, thả lỏng. Sau đó bạn thu hai chân trở lại sát dần về phía mông, hai tay xuôi theo thân, gập cằm xuống. Tiếp tục chúng ta nâng hông với tư thế cây cầu. Hít vào, bạn nâng hông lên, đẩy căng hông lên, kéo giãn phần cơ đùi, vai nhấn xuống dưới sàn và đẩy ngực lên. Thở ra, từ từ hạ xuống, siết chặt bụng lại. Nhịp 2, hít vào, bạn nâng hông lên, đẩy cao hông lên. Thở ra, từ từ hạ xuống. Nhịp 3, hít vào, bạn nâng hông lên, đẩy căng hông nữa lên. Thở ra, nhẹ nhàng hạ xuống. Nhịp cuối, hít vào, bạn nâng hông lên, đẩy thật cao, cao lên, đưa lực về vai, hít thở đều. Hít vào thật sâu, bụng phình lên. Thở ra, xẹp bụng lại. Từ từ bạn hạ hông xuống, co gập hai chân sát ngực, tay ôm vòng quanh chân. Bạn lắc lư sang hai bên, thả lỏng cho phần thắt lưng của bạn. Sau đó, từ từ bạn hạ chân xuống, vươn hai tay qua đầu. Hít vào, bạn nhấc thẳng chân phải lên. Thở, bật vai lên, tay ôm chân và kéo gối chán sát nhau. Sau đó, nhẹ nhàng hạ chân, hạ tay xuống, thả lỏng. Lượt 2, hít vào, bạn nâng chân lên. Thở ra, bật vai lên, tay ôm bắp chân, ép gối chán sát lại. Từ từ, hạ xuống, thả lỏng. Vòng 2, hít vào, chân phải lên. Thở ra, bật vai, tay ôm bắp chân, nhấn gối chán lại. Từ từ, hạ xuống, thả lỏng. Lượt cuối, hít vào, bạn nâng chân trái lên. Thở, bật vai lên, tay ôm lấy chân, ép gối chán sát lại. Từ từ, hạ xuống và thả lỏng. Hai tay vòng lại ôm quanh rốn. Nhắm mắt, gập cằm điều hòa hơi thở. Hít vào thật sâu, bụng phình lên. Thở ra, xẹp bụng lại. Hít, phình căng bụng lên. Thở ra, xẹp xiết xuống. Nhịp cuối cùng, hít vào, đẩy bụng phình lên. Thở ra, từ từ xẹp lại, xẹp sát xuống và thở hết. Sau đó, hít vào, bạn vươn hai tay lên, nhẹ nhàng nâng bật cơ thể ngồi dậy. Xoa nóng hai bàn tay, bạn úp vào khuôn mặt của bạn, thư giãn, thả lỏng cho khuôn mặt, cho phần cổ của bạn. Như vậy là chúng ta đã vừa kết thúc bài vận động dẻo cơ rồi, và bạn cảm thấy thế nào? Toàn bộ cơ bắp và chân và tay và toàn thân của chúng ta đã cảm thấy ấm nóng và mềm dẻo hơn rồi đúng không? Và bạn nhớ luyện tập đều đặn hàng ngày cùng Nguyễn Hiếu nhé, để chúng ta duy trì được sức khỏe, thể lực, sự trẻ trung và với sự sáng tạo vượt trội trong công việc. Xin chào và hẹn gặp lại bạn vào những video tiếp theo. Om Namaskar.